Bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có diễn biến phức tạp kể cả khu vực miền Bắc và miền Nam. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh tay chân miệng lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc là tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Hiện nay thì chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh chính là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hạn chế lây lan. Để tích cực phòng chống giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh tay chân miệng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau. Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, trước khi bế ấm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Vệ sinh ăn uống, thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, ăn chín uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Làm sạch đồ chơi nơi sinh hoạt, hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thu gom và xử lý chất thải của trẻ, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phần chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, tránh lây bệnh cho các trẻ khác. Cách ly điều trị kịp thời khi phát bệnh, trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.